Phản ứng của vợ ba danh hài Duy Phương, tôi buồn mấy ngày hôm nay. Vợ ba Duy Phương hiện tại vẫn đang rất buồn và không muốn chia sẻ gì nhiều về những ồn ào vừa qua. Vài ngày qua, nghệ sĩ Duy Phương bất ngờ xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông vì những ồn ào với vợ cũ là danh hài Lê Giang. Cụ thể Duy Phương bị khán giả chỉ trích vì quá bạo hành với vợ cũ. Mới đây, trong buổi trò chuyện ngắn cùng người vợ thứ ba của danh hài Duy Phương, cô Nguyễn Thị Thơm đã ngoài 40 tuổi, có với nam nghệ sĩ hai cậu con trai là Duy Thọ 14 tuổi và Duy Bách 8 tuổi. Người phụ nữ này chính là người đã giúp Duy Phương vượt dậy sau thời gian không có show diễn, cũng như thất bại trong kinh doanh. Qua những scandal vừa qua của chồng mình, cô cảm thấy như thế nào? Những ngày qua tôi đã quá buồn nên không muốn nói gì thêm trước sự việc này nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung cho công việc kinh doanh của quán. Càng hỏi càng nói và càng đọc, tôi chỉ có buồn thêm mà thôi. Sống ở đời đã không còn được bao nhiêu năm rồi mà cuộc sống cũng không được trọn vẹn. Tôi và chồng đã phải chuyển nhà rất nhiều lần, đến chỗ này tưởng được yên bình kinh doanh, không ngờ biến cố lại tiếp tục đến. Trong mắt cô, danh hài Duy Phương là người như thế nào? Tôi với ông ấy đã sống với nhau 20 năm, nên không cần phải hỏi tình cảm của tôi như thế nào. Tôi với ông ấy đã từng trải qua bao nhiêu khó khăn, cay đắng, ngọt bùi bên nhau. Cho nên, tình cảm của tôi dành cho ông ấy như thế nào thì mọi người cũng hiểu. Công việc kinh doanh của gia đình dường như đã đông khách trở lại sau khi nghệ sĩ Duy Phương lên tiếng. Một tuần trước, quán vắng không một bóng người. Nhiều người đến còn lời ra tiếng vào mắng chồng tôi. Hai ba hôm nay quán đông hơn vì mọi người hiểu được chồng tôi là người như thế nào. Hiện tại tôi cũng không muốn ai nói về câu chuyện này thêm nữa. Tôi cũng không quan tâm Lê Giang là người như thế nào, cuộc sống ra sao. Tôi chỉ biết hiện tại chúng tôi đang sống yên bình và muốn chăm lo cho công việc kinh doanh. Duy Phương nói về người vợ hiện tại gắn bó trong nhiều năm qua. Tôi quen bà xã hiện tại trong một lần đi diễn, lúc đó chưa ai đặt vấn đề hôn nhân gì hết. Chỉ khi tôi đổ vỡ gia đình cũ, người ta mới giang tay giúp đỡ. Tình yêu có nhiều loại lắm, ví dụ như hai người gặp nhau, thương nhau hay quen biết từ lâu rồi có cảm tình. Còn tình yêu của tôi rất ngộ và đột biến, họ thấy cảnh đời của mình rồi gắn bó, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Vợ tôi là người quê Hậu Giang, ngôn ngữ và cách sống rất bình dị. Đây cũng là người phụ nữ cu mang hai đứa con trước của tôi là Duy Phước và Lê Lộc. Tôi vẫn luôn nhớ đây là người dạy chữ, người chăm sóc con mình những lúc ốm đau. Nhiều khi vợ chồng có lời qua tiếng lại thì tôi vẫn nhịn. Bây giờ tôi vẫn mang ơn người ta và sẵn sàng đền đáp bằng những gì tôi có. Lùm xùm chi bu với nghệ sĩ Việt xuất hiện trong đề thi ngữ văn cấp 3. Cư dân mạng tỏ ra khá bất ngờ và thích thú khi Chi Bu và MV đầu tay của cô được đưa vào đề thi học kỳ môn ngữ văn của một trường trung học phổ thông. Mới đây, trên mạng xã hội, bất ngờ xuất hiện bức ảnh chụp lại đề thi môn ngữ văn của một trường cấp 3 ở Phú Thọ khiến công chúng không khỏi chú ý bởi Chi Bu cùng MV debut từ hôm nay được nhắc đến trong câu hỏi nghị luận trong đề thi. Cụ thể, nội dung trong câu hỏi có điểm số cao nhất trong đề thi như sau. Chi Bu tên thật là Nguyễn Thị Chi. Cô bắt đầu nổi danh từ cuộc thi Miss Teen 2009, hiện là một hot girl được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tháng 10 vừa rồi, Chi Bu tung MV từ hôm nay, đánh dấu chuyển mình trở thành ca sĩ. Ngay lập tức, cô gặp phải nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Hương Tràm là người đầu tiên đưa ra quan điểm mạnh mẽ, không biết hát thì đừng mang nghề ca sĩ ra để kiếm tiền. Tóc Tiên, Thanh Lam, Thu Minh, Quốc Thiên, Văn Mai Hương cũng có cùng quan điểm. Không chỉ vậy, ảnh chế về cô xuất hiện ở khắp nơi. Những clip xuyên tạc được thực hiện hàng trăm nghìn lượt xem. Mặc dư luận ném đá giọng ca từ hôm nay cho biết, cô không bị ảnh hưởng nhiều bởi điều này. Hiện cô vẫn tiếp tục luyện tập thanh nhạc để chứng minh con đường ca hát mình chọn là đúng. Mỗi tháng cô sẽ cho ra mắt một MV. Hãy hóa thân vào Chi Bu, viết một vài văn tự sự, có sử dụng yếu tố biểu cảm kể về một ngày của mình sau khi ra mắt MV từ hôm nay. Việc Chi Bu xuất hiện trong đề văn này cho thấy sức nóng của cô khi lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Nhiều khán giả nhận xét thầy cô hiện nay khá hài hước và nhạy bén khi luôn cập nhật thông tin về showbiz mỗi ngày. Trước đó dòng ca cho ta gần hơn cũng được nhắc đến trong đề thi môn tài chính ngân hàng của một trường đại học. Chi Bu gây tranh cãi khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Vợ đầu danh hài Duy Phương, chuyện Lê Giang bị Duy Phương đánh là có thật.
Nghệ sĩ Hải Lý, vợ đầu của nam danh hài Duy Phương đã có những chia sẻ trước ồn ào, chồng cũ bạo hành Lê Giang được công chúng quan tâm những ngày qua. Cuộc hôn nhân của hai nghệ sĩ hài Lê Giang Duy Phương đã kết thúc nhiều năm nay. Thế nhưng cách đây không lâu, những góc khuất về mối tình này bất ngờ được khơi lại trên sóng truyền hình. Cụ thể khi Lê Giang làm khách mời chương trình Soi Ánh Hào Quang, cô bất ngờ cho biết từng bị Duy Phương đánh đập bạo hành đến mức vứt xuống cầu thang. Đáng chú ý hơn, Lê Giang còn khẳng định cuộc hôn nhân của cô với Duy Phương không bắt nguồn từ tình yêu. Cô phải chịu cảnh chung chồng và sống như người đẻ mướn vì vợ cả không có khả năng sinh con. Vì quá đau đớn, nữ nghệ sĩ mới quyết định ly hôn. Trước lời kể của Lê Giang, đông đảo khán giả đã không khỏi bức xúc và dành những lời thậm tệ nhất để chỉ trích Duy Phương. Ngay sau đó, nam danh hài lên tiếng khẳng định, Lê Giang cùng chương trình Soi Ánh Hào Quang đã nói không đúng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của ông. Thậm chí Duy Phương còn muốn tìm đến cái chết vì bị vợ cũ lên truyền hình tố bạo hành, khiến công việc cũng như cuộc sống của ông trở nên đảo lộn. Mọi búa rìu dư luận đều chỉ thẳng về ông. Mới đây, vợ đầu của danh hài Duy Phương, nữ nghệ sĩ Hải Lý đã có những chia sẻ lên một trang tin điện tử. Được biết, nghệ sĩ Hải Lý đã có 18 năm chung sống với Duy Phương, nhưng do không thể có con nên cả hai quyết định chia tay. Đầu tiên cô cho biết, cái sai của Lê Giang là việc đi khơi lại câu chuyện mà đã đi vào dĩ vãng gần 25 năm qua. Câu chuyện đã xảy ra cách đây 24 năm, tôi không hiểu tại sao đến thời điểm này lại nhắc đến làm gì để tổn thương nhau. Hiện tại tôi và Lê Giang may là đều không có chồng, nhưng Duy Phương lại có vợ và là người tổn thương nhất là Duy Phương và mấy đứa nhỏ. Các con đã lớn và bắt đầu hiểu, ý thức mọi câu chuyện của cha mẹ. Nghệ sĩ Hải Lý cũng khẳng định chuyện Lê Giang bị Duy Phương đánh là có thật và cả việc Lê Giang đi chơi, đi vũ trường tới khuya mới về nhà cũng chính xác. Tuy nhiên, theo nghệ sĩ Hải Lý, việc gì có lửa thì mới có khói. Cuối cùng, diễn viên Hải Lý hy vọng Lê Giang sẽ chín chắn hơn để làm một bà mẹ tử tế. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Giang, nhưng qua đây tôi chỉ muốn nói. Lúc Giang còn trẻ không nói, giờ cũng đã có tuổi rồi, cũng hơn 40, một cái tuổi mình phải chín chắn. Giờ cũng đã có con dâu và có con rể cũng sẽ nhanh thôi, chín chắn để còn làm một bà mẹ vợ, mẹ chồng xứng đáng cho các con của mình. Dù ba mẹ không có sống chung với nhau, cần phải suy nghĩ chín chắn lại mọi việc, không chỉ vì một cái lời trước mắt mà mình làm cho mọi người đau khổ. Harry Won đăng ảnh tình tứ kỷ niệm 700 ngày yêu cùng Trấn Thành. Loạt ảnh tình tứ kỷ niệm 700 ngày bên nhau của Harry Won và Trấn Thành nhận được khá nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, Harry Won chia sẻ ảnh hạnh phúc kỷ niệm 2 năm gắn kết cùng Trấn Thành. Nữ diễn viên Thiên Ý tỏ ra phấn khởi sau 700 ngày hạnh phúc bên chồng. Cô đặc biệt cảm ơn nam danh hài đã ở bên cạnh và yêu thương mình. Nữ ca sĩ yêu không hối hận, gửi lời nhắn nhủ đến ông xã. Cứ yêu mãi vậy chồng nhé, kèm theo đó là loạt ảnh tình tứ của cả hai, khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị. Harry Won ngọt ngào đăng ảnh tình cảm của cặp đôi, kỷ niệm 700 ngày bên nhau. Có thể thấy không chỉ Trấn Thành, Harry cũng tích cực, khoe khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng nhiều hơn trước. Trước đó, Trấn Thành đăng ảnh tình tứ của cả hai kỷ niệm 600 ngày yêu nhau. Sau khi chia tay mối tình 9 năm với rapper Tiến Đạt, Harry Won bất ngờ công khai tình cảm và kết hôn với nam danh hài Trấn Thành sau 11 tháng hẹn hò. Cặp đôi bị dư luận chỉ trích và ném đá dữ dội vì cho rằng nữ ca sĩ là người phản bội tình cũ chạy theo người mới. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên thể hiện những hình ảnh tình cảm ngọt ngào, làm không ít khán giả thay đổi suy nghĩ và dành tình yêu mới cho đôi vợ chồng hài hước này. Cả hai nhận được những lời chúc phúc đáng yêu từ fan. Vợ chồng Jin Ri vừa có chuyến du lịch hâm nóng tình cảm tại Thái Lan. Cả hai thường xuyên diện đồ đôi, selfie nhắn nhít cùng bạn bè. Người hâm mộ cũng nhắc nhở, 16 ngày nữa là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của cả hai. Hồ Ngọc Hà, Kim Lý từ chối tôi vì có bạn gái. Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ, Kim Lý đã từng từ chối lời mời của cô vì lúc đó anh đã có bạn gái nên khá ngại đóng MV cùng người khác. Đêm nhạc lớp son của Hồ Ngọc Hà tại Hà Nội diễn ra khá tốt đẹp, với sự cổ vũ của khán giả và các bạn bè đồng nghiệp thân thiết.
Đặc biệt, người yêu điển trai của cô là Kim Lý cũng tạm gác mọi công việc để bay ra Hà Nội cùng cô. Ngoài âm nhạc và tài dẫn dắt tuyệt vời của Hà Hồ, khán giả lại tiếp tục bất ngờ với những chia sẻ, những trải lòng về cuộc sống lẫn tình cảm của Hà Hồ. Đáng chú ý nhất là khi nữ hoàng giải trí nói về người yêu hiện tại của cô. Ban đầu, khi tôi mời Kim Lý đóng chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ, anh ấy từ chối vì bản thân là một diễn viên, không thể đóng trong MV ca nhạc quá ngắn. Và hơn nữa lúc đó, anh đã có bạn gái. Cho đến khi thực hiện MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Hà Hồ có gửi lại lời mời kèm lời dọa dẫm sẽ không làm bạn bè nếu tiếp tục từ chối và lần này Kim Lý đã đồng ý. Trong đêm nhạc của Hà Hồ, Kim Lý lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khán giả để theo dõi và cổ vũ cô suốt 2 tiếng dài. Ngay sau đêm nhạc, anh lặng lẽ đứng ở một góc tại hậu trường, chờ Hồ Ngọc Hà chụp ảnh trò chuyện với khán giả rồi mới cùng nhau ra về. Rộ tin đồn Trường Giang chia tay Nhã Phương, quay sang hẹn hò với Sam. Loạt hình ảnh thân mật quá mức của Trường Giang với Sam khiến nhiều người phải đặt ra nghi vấn. Thời gian gần đây, tin đồn Nhã Phương và Trường Giang chia tay bất ngờ rộ lên khi nhiều người không thấy cả hai xuất hiện cùng nhau như trước nữa. Thậm chí cư dân mạng còn tinh ý nhận ra Trường Giang lẫn Nhã Phương không còn đăng hình của nhau lên trang cá nhân. Điều này khiến những người quan tâm cho rằng có thể cặp đôi đang có mâu thuẫn, thậm chí đã đường ai nấy đi. Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả. Cả hai không còn cùng nhau xuất hiện như trước đây. Thay vào đó, cư dân mạng lại phát hiện Sam dạo này thường xuyên đăng ảnh thân mật với Trường Giang lên trang cá nhân. Mới đây, cô nàng lại vừa chia sẻ hình ảnh tình cảm của mình với Trường Giang cùng với dòng trạng thái: nếu yêu anh là sai, em chấp nhận cuộc đời mình chưa bao giờ đúng. Nếu yêu anh là mơ, em chấp nhận cuộc đời này không cần thức giấc. Ngay khi vừa đăng tải, dòng status của Sam nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Loạt ảnh tình tứ với Trường Giang được Sam đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Đặc biệt, bức ảnh Sam đang dựa đầu lên vai Trường Giang cùng với dòng chữ "anh còn yêu em không" gây hoang mang cho người hâm mộ. Điều này khiến khán giả không khỏi đặt ra nghi vấn, phải chăng Trường Giang đang hẹn hò với Sam? Tuy nhiên, theo như tìm hiểu, đây chỉ là những bức ảnh hậu trường trong bộ phim mà cả hai đang tham gia cùng nhau mà thôi. Hoàn toàn không có chuyện Trường Giang đang hẹn hò với Sam như nhiều người đồn đoán. Sam và Trường Giang đang cùng nhau diễn xuất trong bộ phim Siêu Sao Siêu Ngố. Đây là bộ phim hài tình cảm có nội dung xoay quanh nhân vật chính là ngôi sao điện ảnh Thế Sơn Trường Giang và Trúc là Sam, cô họa sĩ nghèo nhưng mang lòng mình hoài bão lớn lao.